cơn bão xung đột vẫn hoành hành và càn quét khắp Trung Đông. Điểm nóng chết chóc lộ diện, Israel rung chuyển cảnh báo tên lửa cứ mỗi 5 phút một lần. Tuy nhiên, sắc lệnh chuẩn bị đổ bộ Liban xuất hiện khắp mặt báo. Thủ tướng Netanyahu đã đến Mỹ, nhưng không quên tuyên bố nóng, chỉ thị quân đội chiến đấu hết công suất. Iran cũng hứng đòn chí mạng, kho tên lửa đáng gờm bốc hơi. Đáng chú ý, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ san phẳng các siêu đô thị và xóa sổ Iran. Nhưng vì lý do gì? Trung Đông khủng hoảng trầm trọng, dòng người tháo chạy khỏi cuộc xung đột kinh hoàng ở Liban, ồ ạt tràn vào Syria, nơi cũng đang lao đao vì nội chiến thập kỷ. Trong khi đó, Tổng thống Nga dọa tấn công hạt nhân bất cứ ai dám động tới Belarus. Nhưng Moscow nói gì khi Ukraine liều lĩnh đòi phá hủy cây cầu dài nhất châu Âu? Diễn biến khác, Trung Quốc tích cực đổi chiến thuật, đập tan rào phòng thủ của Đài Loan. Nhật Bản sánh vai loạt đồng minh điều tàu chiến chọc giận Trung Quốc. Mời quý vị theo dõi tin quốc tế ngay sau đây. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có cảnh báo đanh thép, tuyên bố sẽ san phẳng các siêu đô thị của Iran, thậm chí có thể xóa sổ quốc gia Trung Đông này nếu Tehran dám tiếp tục thách thức Hoa Kỳ. Ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa nhấn mạnh rằng bất kỳ mối nguy nào từ Iran sẽ phải đối mặt với đòn phản kích chết chóc nhất từ Mỹ và đẩy tình hình leo thang đến bờ vực không thể lường trước. Tuyên bố của ông Trump xuất hiện trong lúc căng thẳng giữa Washington và Tehran ngày càng leo thang, đặc biệt liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran và sự hậu thuẫn của Tehran cho các nhóm vũ trang khắp Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về một cuộc đối đầu nguy hiểm đang trực chờ bùng nổ. Cựu Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, trong suốt nhiệm kỳ của mình, Iran đã không dám thách thức Hoa Kỳ nhờ vào chính sách gây áp lực cứng rắn mà ông đã áp dụng, buộc Tehran phải kiềm chế tham vọng. Ông khẳng định là Iran hiểu rất rõ sức mạnh của bộ máy quân sự nước Mỹ và bất kỳ nỗ lực leo thang nào từ phía Tehran sẽ bị đáp trả ngay lập tức mà không có cơ hội phản kháng. Trước đó thì cựu Tổng thống Trump tiết lộ, ông đã nhiều lần trở thành mục tiêu đe dọa từ Iran. Trên mạng xã hội Truth Social, cựu lãnh đạo Mỹ viết, Iran đã liên tục đe dọa đoạt mạng tôi nhiều lần. Cho dù những lần tấn công đó đều thất bại thảm hại, nhưng rất có thể họ sẽ thử lại lần nữa. Trở lại với những diễn biến chiến trường vẫn đang bỏng rát từng giờ. Thưa quý vị, mạng xã hội đang lan truyền các bức ảnh cho thấy một tòa nhà đã bị không quân Israel phá hủy, được cho là nơi cất giấu vũ khí của Hezbollah. Trong đống đổ nát, lực lượng Tel Aviv đã phát hiện hệ thống tên lửa đạn đạo Fateh 110 của Iran. Đáng lưu ý, đây là lần đầu tiên có bằng chứng cho thấy nhóm Shia Liban đã sở hữu loại vũ khí này. Với đầu đạn nặng lên tới 650 kg và tầm bắn lên tới 300 km, dòng tên lửa đáng gờm này chính là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Israel. Hình ảnh được đăng tải cũng cho thấy hai bệ phóng tên lửa đa nòng Fadi 302 240mm của Hezbollah đã bị hư hại. Vũ khí này còn được biết đến với tên gọi là Kai 301. Với đầu đạn nặng 170 kg và tầm bắn lên tới 100 km. Trong suốt thời gian qua, nhóm dân quân Liban đã sử dụng các hệ thống này để tấn công các mục tiêu của Israel. Theo các nguồn tin, sau các cuộc tấn công quy mô lớn của Israel, Hezbollah đã mất gần 80% kho vũ khí của mình. Việc phát hiện kho tên lửa mới nhất của nhóm này đã làm dấy lên lo ngại đối với Tel Aviv về khả năng leo thang xung đột tại khu vực. Trong khi đó, tờ Sky News đã đăng tải bản đồ hiển thị đầy đủ các điểm nóng tại miền Bắc Israel, nơi đã ban hành cảnh báo đỏ về các cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái diễn ra trong suốt tuần này. Bản đồ cho thấy các cảnh báo đỏ xuất hiện trải dài ở miền Bắc Israel, bờ Tây và cao nguyên Golan từ ngày 22 tháng 9 tới nay. Israel đã ban hành cảnh báo tên lửa trung bình cứ 5 phút một lần khi mở rộng các cuộc không kích nhắm vào Hezbollah và nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn này cũng đã triển khai tên lửa và máy bay không người lái để đáp trả. Trong cập nhật mới nhất, quân đội Israel tuyên bố đã tấn công khoảng 75 mục tiêu của Hezbollah tại Liban chỉ trong một đêm. Trong bài đăng trên Telegram, lực lượng Tel Aviv xác nhận đã tiến hành các cuộc tấn công vào khu vực phía đông Bekaa và miền nam Liban. Theo báo cáo, các địa điểm bị tấn công bao gồm các cơ sở lưu trữ vũ khí, bệ phóng sẵn sàng khai hỏa, vị trí của các thành viên phiến quân và cơ sở hạ tầng của nhóm này. Đáng chú ý, Tổng tư lệnh quân đội Israel vào ngày 25 tháng 9 thông báo lực lượng nước này đang chuẩn bị cho một chiến dịch đổ bộ vào Liban. Thông điệp được đưa ra sau khi Hezbollah phóng tên lửa và hàng chục rocket qua biên giới nhắm vào thủ đô Tel Aviv, đánh dấu đòn tấn công sâu nhất của nhóm dân quân Liban trên lãnh thổ Israel cho đến thời điểm hiện tại.
Phát biểu trước quân đội ở biên giới phía Bắc, Tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Herzi Halevi cho biết, các cuộc không kích trừng phạt của Israel trong tuần này là nhằm mục đích chuẩn bị cho khả năng xâm nhập của lực lượng Israel và tiếp tục làm suy yếu Hezbollah. Đề cập đến vụ không kích tên lửa nhằm vào Tel Aviv, ông Halevi nhấn mạnh, Hezbollah đã mở rộng phạm vi tấn công và trong ngày hôm nay họ sẽ phải trả giá bằng phản ứng quyết liệt nhất. Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Vẫn chưa rõ Trung tướng Herzi Halevi đang ám chỉ tới một chiến dịch trên bộ, các cuộc không kích hay một hình thức trả đũa nào khác nhắm vào Hezbollah, lực lượng chính trị mạnh nhất của Liban, được Iran hậu thuẫn và được coi là nhóm bán quân sự hàng đầu trong thế giới Ả Rập. Quân đội Israel xác nhận họ chưa có kế hoạch đổ bộ ngay lập tức. Tuy nhiên, phát biểu của Tổng tham mưu trưởng Halevi đã khiến nhiều người lo ngại về một cuộc tấn công tiềm tàng. Và trong ngày 25 tháng 9, Tel Aviv đã công bố quyết định kích hoạt hai lữ đoàn dự bị để thực hiện các nhiệm vụ tại khu vực phía Bắc. Một dấu hiệu rõ ràng cho thấy quân đội Israel đang chuẩn bị cho các hành động cứng rắn hơn trong thời gian tới. Thưa quý vị, Hoa Kỳ, Pháp cùng với các đồng minh đã đồng loạt kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức trong vòng 21 ngày nhằm chấm dứt xung đột đã cướp đi hơn 600 sinh mạng vô tội và tạo không gian cho ngoại giao. Tuy nhiên, các quan chức phe cánh hữu Israel đang vội vã công khai kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu từ chối lệnh ngừng bắn. Theo họ, kế hoạch này thiếu cơ sở về mặt đạo đức và sẽ chỉ giúp cho Hezbollah có thể tập hợp lại sau hàng loạt đòn tấn công vừa qua. Theo đó, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich viết trên mạng xã hội, chiến dịch ở miền Bắc chỉ nên kết thúc với một kịch bản duy nhất, đó là tiêu diệt hoàn toàn Hezbollah, loại bỏ khả năng tổ chức này gây hại cho người dân trong khu vực. Kẻ thù không thể được phép có thời gian hồi sinh sau những đòn giáng nặng nề hay tổ chức lại để tiếp tục cuộc chiến sau 21 ngày, ông nhấn mạnh, đồng thời khẳng định chỉ khi nhóm phiến quân hoàn toàn đầu hàng mới có thể ngăn chặn cuộc chiến bùng nổ ở miền Bắc. Phản ứng được đưa ra trong ngày hôm nay, ngày 26 tháng 9, ngay sau khi nhiều phương tiện truyền thông tiếng Do Thái đồng loạt đưa tin về khả năng thực thi lệnh ngừng bắn, dựa trên một báo cáo từ hãng tin Sky News của Anh. Báo cáo này trích dẫn thông tin từ các quan chức giấu tên trong chính quyền Hoa Kỳ cho biết, họ kỳ vọng sẽ có một lệnh ngừng bắn kéo dài 3 tuần trong vài giờ tới. Tuy nhiên, các quan chức Israel trước đó đã cảnh báo rằng cơ hội cho một lệnh ngừng bắn như vậy là rất mong manh. Bộ trưởng Định cư và Dự án Quốc gia Oris Chok thuộc đảng cực hữu của Smotrich cũng lên tiếng chỉ trích các nỗ lực ngăn chặn giao tranh. Bà khẳng định không có lý do đạo đức nào cho lệnh ngừng bắn, dù là 21 ngày hay 21 giờ. Bà Chok kêu gọi các nhà lãnh đạo không tái phạm sai lầm trong quá khứ bằng cách chấm dứt giao tranh quá sớm. Trong khi đó, Bộ trưởng Di sản Amichai Eliyahu đã lên tiếng những nỗ lực nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn, gọi đó là sự ngụy biện đầy nguy hiểm. Ông tuyên bố, bất kỳ ai không thể kiềm chế Hezbollah sau một năm pháo kích liên tục thì không có quyền thuyết giáo khi Israel phản công. Ngay trước khi đảng cực hữu Osma Yehudit của ông tuyên bố sẽ tổ chức cuộc họp khẩn cấp trong vài giờ tới để thảo luận về vấn đề này, Bộ trưởng Eliyahu nhấn mạnh, chúng tôi sẽ không hy sinh an ninh của mình để đổi lấy một nền hòa bình giả tạo. Bộ trưởng Văn hóa Miki Joha thuộc đảng Likud cầm quyền của Thủ tướng Netanyahu bày tỏ hy vọng rằng những báo cáo này là không chính xác. Ông cảnh báo việc đồng ý ngừng bắn sẽ là một sai lầm nghiêm trọng, đe dọa đến những thành tựu an ninh quan trọng mà Israel đã đạt được trong những ngày gần đây. Trong cập nhật mới nhất, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên đường đến thành phố New York, nước Mỹ để phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Theo các nguồn tin, quyết định này là một dấu hiệu tích cực cho các cuộc đàm phán ngừng bắn, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông đang đẩy khu vực tiến sát bờ vực xung đột toàn diện. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Downon cho biết, Thủ tướng Netanyahu dự kiến sẽ có bài phát biểu vào ngày mai, ngày 27 tháng 9. Trước đó, Thủ tướng Israel đã hoãn chuyến đi tới New York vì tình hình xung đột với Hezbollah đang gia tăng và có lo ngại rằng Israel có thể sẽ tấn công Liban. Tuy nhiên, theo Reuters, ông Netanyahu đã chính thức rời khỏi Israel trong ngày hôm nay, ngày 26 tháng 9. Phóng viên Bunkor của Sky News cũng xác nhận thông tin nói trên, đồng thời nhấn mạnh, quyết định này rất quan trọng vì đêm qua có nhiều đồn đoán cho rằng Israel sắp tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào Liban. Tôi không nghĩ rằng Thủ tướng Israel lại rời khỏi đất nước để đến Hoa Kỳ trong khi quân đội đang chuẩn bị đổ bộ vào nước láng giềng. Tuy nhiên, theo cập nhật từ Sky News, Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm 26 tháng 9 tuyên bố, ông đã chỉ thị cho quân đội Israel tiếp tục chiến đấu hết công suất và vẫn chưa đưa ra phản hồi về thỏa thuận ngừng bắn. Thưa quý vị, tình cảnh của các gia đình chạy trốn khỏi cuộc xung đột đang leo thang ở Liban vẫn hết sức khó khăn. Trong ngày 25 tháng 9, hàng nghìn người đã đổ về Syria, chờ đợi nhiều giờ trong tình trạng giao thông ùn tắc nghiêm trọng, chỉ để có thể đến được nơi tương đối an toàn tại quốc gia láng giềng, nơi cũng đang bị chiến tranh tàn phá.
Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, hàng nghìn gia đình người Liban và Syria đã phải trốn chạy trong những ngày vừa qua. Tuy nhiên, số lượng dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao khi Israel liên tục tiến hành các cuộc tấn công vào miền Nam và miền Đông Liban. Hình ảnh được Reuters công bố cho thấy, hàng dài xe buýt và xe hơi kéo dài nhiều km từ biên giới Syria đã bắt đầu từ đầu tuần này. Nhiều gia đình thậm chí đã phải đi bộ trong hành trình tìm kiếm bình yên. Tuy nhiên, khi tới Syria, họ đã phải chờ đợi hàng giờ bởi các viên chức biên giới cũng đang trong tình trạng quá tải. Các nhân viên cứu trợ đã phát thức ăn, nước uống, nệm và chăn cho những người dân đang chạy trốn khỏi vụ xung đột. Rula Amin, người phát ngôn của cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết, nhiều người đã phải ngủ ngoài trời để chờ tới lượt mình. Những người đến từ Liban thậm chí còn lộ rõ những vết thương do các cuộc tấn công gần đây gây ra. Đáng quan tâm hơn, dòng người di cư xuyên biên giới này lại phản ánh một sự đảo ngược tình thế đáng kinh ngạc khi Liban vẫn đang tiếp nhận hơn 1 triệu người tị nạn Syria trốn chạy khỏi cuộc nội chiến nổ ra vào năm 2011. Vào thời điểm đó, cuộc nổi dậy chống chính phủ ban đầu diễn ra một cách ôn hòa, nhưng đã bị đàn áp tàn bạo và leo thang thành một cuộc xung đột kéo dài. Tại thị trấn biên giới Jadeis Yabous, một số gia đình ngồi buồn bã bên lề đường khi các phóng viên của Associated Press đến thăm khu vực này. Họ dùng túi sách làm ghế ngồi, chờ taxi, xe buýt hoặc người thân đến đón. Nhiều người cho biết họ đã phải chờ đợi trong tình trạng kẹt xe suốt 8 hoặc 9 tiếng chỉ để nhập cảnh vào Syria. Trước khi qua biên giới, đám đông thường dân đã phải chen chúc vào một văn phòng chính phủ để được các nhân viên di trú làm thủ tục. Đối với công dân Syria, họ còn phải đổi $100 sang bảng Syria trước khi nhập cảnh, một biện pháp nhằm cố gắng ổn định đồng tiền địa phương bằng cách đưa thêm đô la vào nước này. Tuy nhiên, do nhu cầu tăng đột biến, nguồn cung đồng bảng Syria tại biên giới cũng đã cạn kiệt. Trong khi đó, đối với nhiều người dân Liban, đặc biệt là những người sống tại thung lũng Beka ở phía đông, Syria dường như là con đường nhanh nhất để tới nơi an toàn. Các cuộc không kích của Israel trên quy mô toàn quốc trong tuần này đã khiến ít nhất hơn 2.000 người bị thương. Cuộc nội chiến ở Syria vẫn tiếp diễn, nhưng nhiều khu vực trong nước đã trở nên ổn định và không còn giao tranh. Công dân Liban có thể vượt biên mà không cần thị thực, nên họ thường xuyên đến Damascus. Trong một diễn biến có liên quan, vào ngày 25 tháng 9, Thượng nghị sĩ của Mỹ Bernie Sanders đã thông báo về việc ông đã đề xuất một dự luật nhằm ngăn chặn Washington bán lô vũ khí trị giá hơn 20 tỷ đô cho Israel. Cụ thể, ông Sanders cho rằng việc gửi thêm vũ khí cho chính phủ cực đoan của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là không thể chấp nhận được. Thượng nghị sĩ nhấn mạnh, vũ khí của Mỹ đã gây ra quá nhiều thương vong cho dân thường ở dải Gaza. Hành động cung cấp vũ khí không chỉ vô đạo đức mà còn vi phạm pháp luật. Ông Sanders cho biết, Thượng viện sẽ bỏ phiếu về các nghị quyết chung về việc không chấp thuận khi họp lại vào tháng 11 tới, đồng thời khẳng định việc xuất khẩu vũ khí sẽ vi phạm các tiêu chí được quy định trong đạo luật hỗ trợ nước ngoài năm 1961 và đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí AECA. Thượng nghị sĩ Sanders nhấn mạnh, có rất nhiều bằng chứng và tài liệu cho thấy những vũ khí này đang được sử dụng theo cách vi phạm luật pháp Hoa Kỳ và quốc tế. Tuy nhiên, hai quan chức cấp cao của Mỹ vừa tiết lộ Washington đang chuẩn bị công bố một gói viện trợ quân sự mới trị giá hơn 8 tỷ đô la cho Ukraine trong chuyến thăm của Tổng thống Zelensky tại Mỹ. Theo các nguồn tin, chính quyền Tổng thống Biden đang tích cực đàm phán với Quốc hội để sử dụng 5,6 tỷ đô la viện trợ quân sự còn lại cho Ukraine trước khi kết thúc năm tài chính hiện tại của Hoa Kỳ vào ngày 30 tháng 9. Đây là thời điểm mà ủy quyền sử dụng các tài khoản này sẽ hết hạn. Nhà Trắng dự kiến sẽ chính thức thông báo cho Quốc hội trong ngày 26 tháng 9 về ý định sử dụng các khoản tiền này nhằm tăng cường kho vũ khí quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, nội dung của gói viện trợ quân sự mới vẫn chưa được hoàn thiện. Theo Reuters, chính quyền ông Biden đang xem xét khả năng thực hiện chuyển giao vũ khí và thiết bị dần dần cho Ukraine. Điều này sẽ cho phép kéo dài thời gian chuyển giao, đồng thời không vượt quá khung thời gian đã thiết lập. Cũng theo nguồn tin nói trên, khoản viện trợ bổ sung trị giá 2,4 tỷ đô sẽ được cung cấp theo sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine. Đây là một gói viện trợ cho phép chính quyền mua vũ khí cho Ukraine trực tiếp từ các nhà sản xuất thay vì từ kho dự trữ quân sự của Hoa Kỳ. Khoản viện trợ này sẽ bao gồm đạn dược, vũ khí chống máy bay không người lái và vật liệu để hỗ trợ sản xuất đạn dược tại Ukraine. Song song với đó, Nhà Trắng vào ngày 25 tháng 9 đã công bố gói viện trợ quân sự trị giá 375 triệu đô la cho Ukraine. Gói này bao gồm vũ khí không đối đất, đạn dược cho hệ thống tên lửa, xe bọc thép và vũ khí chống tăng. Đặc biệt, gói viện trợ này được cho là đánh dấu lần đầu tiên Mỹ cung cấp cho Ukraine bom lượn JSOW để trang bị cho các máy bay chiến đấu F-16. AGM-154 JSOW là bom lượn được tạo ra từ một liên doanh giữa Hải quân và Không quân Mỹ.
Bom có chiều dài khoảng 4,1 mét, đường kính 0,3 mét và trọng lượng từ 483 tới 497 kg, tùy vào từng biến thể. Nó có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới khoảng 110 tới 130 km nếu được phóng từ độ cao lớn. Ngoài ra, nếu thêm động cơ tên lửa đẩy phụ trợ vào đạn, bom lượn AGM-154JSLW có thể được biến thành tên lửa hành trình với tầm bắn lên tới 560 km. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, gói hàng mới cũng sẽ gồm đạn dược cho hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS, đạn pháo 155 ly và 105 ly, đạn chùm, xe bọc thép, xe chống phục kích chống mìn MRAP và xe chiến thuật hạng nhẹ, tàu tuần tra, vũ khí hạng nhẹ. Ngoài ra còn có một số hệ thống tên lửa vác vai như Javelin, TOW và hệ thống AT-4 chống tăng, cũng như phụ tùng thay thế, thiết bị phụ trợ, dịch vụ, đào tạo và vận chuyển. Đáng chú ý, trong một tuyên bố gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo nếu xảy ra bất kỳ hành động tấn công nào nhắm vào Belarus, Moscow sẽ không ngần ngại sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuyên bố này được đưa ra trong một cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga, nơi mà các vấn đề an ninh đang được thảo luận. Theo Tổng thống Putin, việc bảo vệ liên bang bao gồm cả Nga và Belarus là ưu tiên hàng đầu của Moscow. Ông nhấn mạnh, nếu an ninh của Minsk bị đe dọa, Nga sẽ sẵn sàng áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ đồng minh. Đáng nói, trong thông báo được đưa ra một ngày trước đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã kêu gọi chuẩn bị cho khả năng xảy ra chiến tranh. Mặc dù ông khẳng định hiện không có mối đe dọa nào rõ ràng, nhưng vẫn cần phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Chưa dừng lại ở đó, Bộ Tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ Nga đã quyết định củng cố hệ thống phòng không xung quanh khu vực cầu Kerch. Để thực hiện kế hoạch này, Moscow dự kiến sẽ triển khai các hệ thống tên lửa và pháo phòng không Panzer SMD trên các bệ tháp đa năng đặc biệt tại những khu vực chiến lược bao gồm cả Biển Đen. Theo kênh Russian Weapon, hoạt động này sẽ giúp tăng cường đáng kể khả năng phát hiện và đánh chặn các mục tiêu bay ở độ cao thấp, chẳng hạn như tên lửa hành trình, bằng cách mở rộng đường chân trời vô tuyến. Việc lực lượng Ukraine có khả năng sẽ nhận được các tên lửa chiến thuật AGM-154E và AGM-158A, vốn nổi tiếng với độ chính xác cao và khả năng tấn công tầm xa, đang khiến Bộ Chỉ huy Quân sự Nga vô cùng lo ngại. Những tên lửa này có thể tấn công các mục tiêu chiến lược ở khoảng cách lớn, bao gồm cả các cơ sở hạ tầng quan trọng như cầu Kerch. Theo nguồn tin, các tháp phòng không sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống phòng thủ nhờ vào tầm nhìn tốt hơn. Điều này vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ các cơ sở hạ tầng, bao gồm cả cầu Crimea đã từng bị tấn công trước đây. Đặc biệt, radar dẫn đường 1RS-2 đóng vai trò quan trọng trong hệ thống này. Trong diễn biến liên quan, phát biểu tại phiên điều trần tại Tòa án Quốc tế ở Hague, hôm 25 tháng 9, Ukraine đã yêu cầu phá hủy cầu Crimea, hạ tầng mà Kiev khẳng định là do Nga xây dựng một cách bất hợp pháp qua eo biển Kerch. Tuy nhiên, theo Moscow, vụ kiện của Ukraine là vô lý và cho rằng tòa án không có thẩm quyền xử lý vụ việc này. Điện Kremlin chủ yếu không bình luận về các phiên điều trần. Người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết, lập trường của Moscow đã rõ ràng và rất mạnh mẽ. Đầu tuần này, Tòa án Trọng tài Thường trực PCA đã bắt đầu tiến hành xét xử đơn khiếu nại do Ukraine đệ trình vào năm 2016, cáo buộc Nga vi phạm luật biển quốc tế về tự do hàng hải. Ukraine tuyên bố chủ quyền đối với Crimea và cho rằng biển Azov được ngăn cách với Biển Đen bởi eo biển Kerch, là một vùng biển quốc tế thuộc phạm vi áp dụng của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Kể từ khi xung đột với Nga bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, Ukraine đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng này, trong đó có đoạn cầu dài khoảng 16 km. Hai trong số các cuộc tấn công với quy mô lớn được cho là do các đơn vị tình báo của Ukraine thực hiện, và cả hai vụ đều khiến thường dân thiệt mạng. Đại sứ Gennady Kuzmin, đại diện Bộ Ngoại giao Nga, cũng đã có bài phát biểu trước PCA, cho rằng Crimea là một phần của Nga. Theo vị quan chức này, tất cả những khẳng định của Ukraine được nghe trong phiên tòa đều là điều xa vời. Chúng không có cơ sở pháp lý, chúng không được luật pháp hoặc sự kiện xác nhận. Ông nhấn mạnh rằng phiên tòa xét xử này của Ukraine là một trường hợp khác trong một loạt cuộc chiến pháp lý tương tự mà Kiev tiến hành chống lại Nga. Tôi chắc chắn rằng họ sẽ không thành công bởi vì chúng tôi có quan điểm rất nghiêm túc. Chúng tôi có các chuyên gia hàng đầu sẵn sàng đưa ra lời khai cần thiết. Nga phải tìm ra giải pháp để cứu Crimea ra khỏi nạn đói, suy thoái nông nghiệp và cơ sở hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dân. Và việc xây cầu Crimea chính là giải pháp, đại diện phái đoàn Nga tuyên bố. Vào năm 2020, PCA đã ủng hộ lập trường của Nga về thẩm quyền của mình trong vụ kiện, buộc Kiev phải điều chỉnh lại đơn khiếu nại. Vòng thảo luận hiện tại sẽ diễn ra đến ngày 5 tháng 10 và chủ yếu sẽ được tổ chức kín.
việc xem xét các vụ kiện như vậy thường mất nhiều tháng hoặc nhiều năm. Theo hai nguồn tin từ một cơ quan tình báo châu Âu và tài liệu được Reuters xem xét, Moscow đã thiết lập một chương trình sản xuất vũ khí tại Trung Quốc nhằm phát triển và chế tạo máy bay không người lái UAV tầm xa, phục vụ cho cuộc chiến ở Ukraine. Cụ thể, một báo cáo được gửi tới Bộ Quốc phòng Nga vào đầu năm tiết lộ, IEMZ Kupol, một công ty con của Tập đoàn Quốc phòng Nhà nước Nga Amas Antey, đã phát triển và thử nghiệm một mẫu UAV mới mang tên là Gabia 3 tại Trung Quốc với sự hỗ trợ của các chuyên gia địa phương. Trong một bản cập nhật sau đó, công ty Kupol cho biết họ có thể sản xuất UAV Gabia 3 quy mô lớn tại một nhà máy ở Trung Quốc để triển khai trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Các bên liên quan như Kupol, Amas Antey và Bộ Quốc phòng Nga không phản hồi yêu cầu bình luận. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định không nhận được thông tin nào về dự án này, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc áp dụng các biện pháp kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt đối với xuất khẩu UAV. Chuyên gia Fabian Hinz tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho rằng, nếu hoạt động cung cấp UAV từ Trung Quốc cho Nga được xác nhận, đây sẽ là một chuyển biến đáng kể. Tuy nhiên, ông Samir Bendet từ Trung tâm An ninh Mỹ CNAS cảnh báo, Trung Quốc có thể gặp rủi ro trừng phạt quốc tế nếu hỗ trợ Nga trong cuộc chiến này. Theo các báo cáo từ công ty Kupol, mẫu Gabia 3 có thể bay khoảng 2.000 km với tải trọng 50 kg. Một số mẫu Gabia và các UAV khác sản xuất tại Trung Quốc đã được gửi đến chi nhánh công ty Kupol ở Nga để tiếp tục thử nghiệm với sự tham gia của các chuyên gia Trung Quốc. Nguồn tin Reuters khẳng định động thái Nga nhận được mẫu UAV từ Trung Quốc là bằng chứng cụ thể đầu tiên mà họ tìm thấy về việc UAV hoàn chỉnh được sản xuất tại Trung Quốc và chuyển đến Nga kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu. Lâu nay, Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận cung cấp vũ khí cho Nga và khẳng định Bắc Kinh vẫn giữ thái độ trung lập. Tuy nhiên, các tài liệu cho thấy Kupol đã tiến xa hơn khi trực tiếp nhập khẩu UAV hoàn chỉnh từ Trung Quốc. Hiện tại, cả Nga và Ukraine đều đang tăng cường sản xuất UAV, những vũ khí có vai trò ngày càng quan trọng trong xung đột Đông Âu. Ở diễn biến khác, Nikkei Asia trích dẫn nhận định từ giới phân tích cho biết, vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM hiếm hoi của Trung Quốc gần đây được xem là một thông điệp khẳng định năng lực sẵn sàng chiến đấu trên nhiều mặt trận của quân đội nước này. Tuy nhiên, động thái của Bắc Kinh có thể thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa Mỹ và các đồng minh châu Á. Vụ phóng diễn ra vào ngày 25 tháng 9 được Bắc Kinh tuyên bố là một phần của chương trình huấn luyện định kỳ, không nhằm vào quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào. Tuy nhiên, sự kiện này vẫn thu hút sự chú ý, đặc biệt trong bối cảnh lo ngại gia tăng về năng lực vũ khí hạt nhân của Trung Quốc. Giới chuyên gia nhận định, vụ phóng tên lửa nhằm chứng minh rằng, bất chấp các vụ bê bối trong lực lượng tên lửa, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA vẫn được huấn luyện chuyên nghiệp và duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu. Cùng ngày, thì cơ quan phòng vệ Đài Loan thông báo đã phát hiện hoạt động phóng tên lửa và huấn luyện quân sự dày đặc của PLA tại vùng biển xung quanh hòn đảo. Theo một quan chức Đài Loan, mục tiêu của Trung Quốc là phô trương khả năng tấn công các mục tiêu trên biển, nhằm đe dọa hòn đảo, gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử sắp tới ở Mỹ và Nhật Bản. Mặt khác, cũng theo giới chuyên gia, vụ phóng tên lửa này là thông điệp mà Trung Quốc muốn gửi tới Washington, rằng bất cứ sự can thiệp nào của Mỹ vào xung đột tại eo biển Đài Loan đều có thể khiến lãnh thổ Hoa Kỳ bị đe dọa. Đáng chú ý, vụ thử tên lửa diễn ra đúng vào thời điểm diễn ra Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và chỉ một ngày sau bài phát biểu của Tổng thống Joe Biden tại phiên họp. Rõ ràng là một tín hiệu gửi đến Mỹ và cộng đồng quốc tế về tham vọng hạt nhân của Trung Quốc. South China Morning Post vào ngày 26 tháng 9 đưa tin, lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản lần đầu tiên đưa tàu khu trục di chuyển qua eo biển Đài Loan cùng với các tàu chiến của Úc và New Zealand. Động thái này được cho là sẽ khiến căng thẳng Trung-Nhật ngày càng trầm trọng hơn. Theo một báo cáo từ Nhật Bản, tàu khu trục Sajanami của nước này được cho là đang trên đường đến Biển Đông để tập trận. Con tàu được cho là đã đi qua eo biển Đài Loan cùng với tàu khu trục Sydney của Úc và tàu tiếp tế Aotearoa của New Zealand. Theo một nguồn tin giấu tên cho biết, Hải quân Trung Quốc đã theo dõi toàn bộ quá trình, đồng thời khẳng định tình hình vẫn trong tầm kiểm soát. Mỹ và các đồng minh như Anh và Úc thường xuyên cử tàu chiến qua eo biển Đài Loan trong các cuộc diễn tập tự do hàng hải trong những năm gần đây. Đây cũng là lần đầu tiên một tàu hải quân Nhật Bản đi qua eo biển này. Chuyên gia quân sự Tống Trung Bình tại Hồng Kông nhận định, động thái cả ba quốc gia cùng đưa tàu chiến di chuyển qua eo biển Đài Loan là một hành động khiêu khích cao độ. Ông cho rằng chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ đứng sau động thái này, đồng thời dự báo Bắc Kinh sẽ có những biện pháp đáp trả mạnh mẽ trong thời gian tới. Cơ quan phòng vệ Đài Loan trong nhiều năm qua đã công khai báo cáo về các hoạt động của Hải quân và Không quân Trung Quốc, giúp thế giới hiểu rõ hơn về tình hình quân sự tại hai bờ eo biển. Tuy nhiên, do các báo cáo chủ yếu chỉ tập trung vào hoạt động không quân, nên các hoạt động hải quân của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc
PLAN thường ít được chú ý. Một nghiên cứu toàn diện về hoạt động của Hải quân Trung Quốc PLAN quanh khu vực đảo Đài Loan cho thấy Bắc Kinh đã có những điều chỉnh đáng kể trong chiến lược hải quân năm nay nhằm gia tăng sức ép lên khả năng phòng thủ của hòn đảo. Asia Times đã chỉ ra một số điều chỉnh đáng chú ý của PLAN như sau. Thứ nhất, tăng cường số lượng tàu PLAN hoạt động hàng ngày. Hiện tại, số lượng tàu chiến PLAN xuất hiện xung quanh Đài Loan đã gia tăng đáng kể, buộc hòn đảo phải triển khai lực lượng hải quân để ứng phó, làm gián đoạn lịch trình bảo dưỡng tàu và rút ngắn tuổi thọ của các tàu chiến. Thứ hai là tăng cường hoạt động của trực thăng săn ngầm. Theo Asia Times, các trực thăng săn ngầm của PLANA gia tăng hoạt động tại vùng biển phía đông Đài Loan, đe dọa khả năng bảo vệ lực lượng hải quân của hòn đảo trong trường hợp xảy ra xung đột. Điều này cho thấy PLAN đang chuẩn bị sẵn sàng cho các chiến dịch chống tàu ngầm nhằm vào các lực lượng của Hải quân Đài Loan và các đồng minh như là Mỹ và Nhật Bản. Thứ ba, gia tăng tần suất các tàu PLAN di chuyển qua kênh Yonaguni. Được biết, PLAN đã tăng cường hoạt động tại kênh Yonaguni, một khu vực chiến lược gần căn cứ hải quân mới của Đài Loan. Đây được xem là một phần trong kế hoạch của Trung Quốc nhằm tăng cường hiểu biết về địa hình biển và chuẩn bị cho các chiến dịch tương lai chống lại tàu ngầm Đài Loan. Trang tin nhận định, những hoạt động này không chỉ cho thấy Trung Quốc đang tiếp tục gia tăng áp lực quân sự lên Đài Loan, mà còn nhằm chuẩn bị cho các cuộc tấn công tiềm năng trong tương lai. Điều này đòi hỏi Đài Loan và các đồng minh như Mỹ, Nhật Bản và Philippines phải tăng cường hợp tác để đối phó với các hoạt động chống tàu ngầm của PLAN, bảo vệ khu vực quan trọng này. Liên quan tình hình tại Đông Bắc Á, hãng thông tấn Yonhap trích dẫn báo cáo từ cuộc họp của Ủy ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc ngày 26 tháng 9 cho biết, Triều Tiên có thể thực hiện vụ thử hạt nhân thứ 7 sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Theo một thành viên của Ủy ban này, Bình Nhưỡng có đủ vật chất để sản xuất ít nhất là vài chục vũ khí hạt nhân mới. Triều Tiên dắp tâm xây kho vũ khí hạt nhân. Cơ quan tình báo Hàn Quốc NIS nhận định, ngoài thử hạt nhân, Triều Tiên còn có thể thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Cơ quan này cũng báo cáo, hiện tại Bình Nhưỡng đang sở hữu khoảng 70kg plutonium và một lượng lớn uranium làm giàu cao HEU, đủ để chế tạo một kho vũ khí hạt nhân với số lượng lên tới 2 chữ số. Theo NIS, sự việc lần đầu tiên Triều Tiên công khai cơ sở HEU vào đầu tháng này dường như có liên quan tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Nghị sĩ Lee Seung-kyung thuộc Đảng Sức mạnh Quốc dân cầm quyền nhận xét thế này. Nhìn theo hướng khách quan, hành động này có thể được hiểu là một động thái nhằm vào nước Mỹ trước cuộc tổng tuyển cử. Tuy nhiên, trong nội bộ Hàn Quốc thì đây dường như là nỗ lực củng cố lòng tin của người dân Bình Nhưỡng trong bối cảnh tình hình kinh tế đất nước đang cực kỳ khó khăn. Trước đó, truyền thông nhà nước Triều Tiên đã công bố chi tiết về cơ sở làm giàu uranium lần đầu tiên thông qua chuyến thăm của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Tuy nhiên, không tiết lộ vị trí chính xác hoặc thời gian diễn ra chuyến thăm. Dù chưa thể khẳng định chắc chắn, nhưng NIS cho rằng cơ sở này có thể tọa lạc tại một khu phức hợp hạt nhân Kang Song, nằm gần thủ đô Bình Nhưỡng. Cũng theo Yonhap, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae-yoon vào ngày 25 tháng 9 đã chỉ ra những hạn chế của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc UNSC trong việc xử lý các vấn đề an ninh cấp bách, đặc biệt là hoạt động Triều Tiên chuyển giao vũ khí cho Nga, vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng. Phát biểu tại cuộc họp mở của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc UNSC về vai trò lãnh đạo hòa bình, Nga đang nhận vũ khí từ Triều Tiên, vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng, đồng thời sử dụng quyền phủ quyết để phá hoại chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế. Ông cũng kêu gọi Nga và Triều Tiên tuân thủ các nghị quyết của UNSC, đồng thời chỉ trích Moscow đã phủ quyết một nghị quyết vào tháng 3 liên quan tới kế hoạch gia hạn nhiệm vụ giám sát lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc khẳng định cần giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột khu vực và toàn cầu, bao gồm đói nghèo và khủng hoảng tị nạn. Đồng thời, Hàn Quốc nên cam kết đóng góp nhiều hơn cho nền hòa bình trên toàn thế giới. Trong một cuộc họp riêng với các nước thuộc nhóm MICTA, MIKTA, bao gồm Mexico, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Úc, Ngoại trưởng Cho đã bày tỏ lo ngại về các xung đột tại Ukraine, Gaza và Sudan, kêu gọi tăng cường hợp tác vì hòa bình và an ninh khu vực. Một sự kiện đáng chú ý trong lĩnh vực nông nghiệp và thương mại quốc tế. Thưa quý vị, mới đây Jordan đã quyết định ngừng xuất khẩu cà chua sang Israel, mặc dù phía Tel Aviv đã cấp phép nhập khẩu trở lại. Điều này diễn ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang thiếu hụt cà chua nghiêm trọng, khiến giá cả hàng hóa tại Israel cũng leo thang. Nguyên nhân sâu xa của quyết định dừng hợp tác này là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Theo YNET, tháng 8 vừa qua, Bộ Y tế Israel đã cấm nhập khẩu cà chua từ Jordan sau khi các xét nghiệm phòng thí nghiệm phát hiện mẫu dương tính với vi khuẩn tả tại khu vực thoát nước của dòng sông Yarmouk. Bộ này cũng đã liên hệ với phía Amman để yêu cầu cung cấp thông tin về nguồn nước tưới cho các cây trồng.
Nguồn tin từ Bộ Nông nghiệp Israel cho biết, phía Jordan cảm thấy bị xúc phạm bởi thông báo dừng hợp tác đơn phương này và đang chờ Bộ Y tế Israel gửi lời xin lỗi. Một số ý kiến còn cho rằng, việc này có thể là cái cớ để Jordan trừng phạt Israel do các hành động leo thang xung đột của nước này tại Gaza và Liban. Hiện nay với tình trạng khan hiếm cà chua toàn cầu và nhu cầu sử dụng ngày càng tăng cao, các nhà nông Jordan cũng không gặp quá nhiều khó khăn trong việc tìm thị trường thay thế. Trước đó, Tel Aviv đã phải nhập khẩu cà chua từ Jordan sau khi nguồn cung từ Thổ Nhĩ Kỳ đã bị gián đoạn do Tổng thống Recep Tayyip Erdogan áp đặt lệnh cấm vận đối với Israel. Đối mặt với tình trạng thiếu hụt cà chua, Bộ Nông nghiệp và An ninh Lương thực Israel hồi đầu tuần thông báo nước này sẽ mở thêm hạn ngạch nhập khẩu 5.000 tấn cà chua không thuế, có hiệu lực tới hết tháng 12. Trước đó, vào giữa tháng 8, Bộ Y tế Israel cũng đã phê duyệt hạn ngạch tương tự. Trong đó, 2.500 tấn cà chua đã được nhập khẩu, chủ yếu là có nguồn gốc từ Ba Lan. Mặc dù đã có chính sách miễn thuế thì giá cà chua vẫn ở mức cao do khan hiếm nguồn cung trên toàn cầu. Hiện tại giá cà chua thông thường tại Israel dao động quanh mức 3 đô Mỹ một ký, có nơi lên tới 4 đô Mỹ một ký. Cà chua chùm thậm chí có giá từ 7 đến 12 đô Mỹ một ký, khiến chỉ số giá tiêu dùng tăng 10%. Được biết, nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng thiếu hụt cà chua tại Israel là do sản lượng nội địa giảm mạnh sau đợt nắng nóng kéo dài trong mùa hè năm nay, cùng với lệnh cấm vận từ Thổ Nhĩ Kỳ. Trung bình người Israel tiêu thụ khoảng 14.000 tấn cà chua mỗi tháng. Trong đó, hầu hết nhu cầu của người tiêu dùng cà chua thường được đáp ứng thông qua hoạt động sản xuất trong nước. Tuy nhiên, năm nay tình hình đã thay đổi khi hàng hóa nhập khẩu phải gánh vác phần lớn nhu cầu này. Newsweek đưa tin, cơ quan chức năng Thụy Điển vừa lên tiếng cáo buộc Iran thực hiện cuộc tấn công mạng quy mô lớn, gửi đi hàng ngàn tin nhắn bằng văn bản trên toàn nước này với nội dung kêu gọi trả thù những vụ đốt kinh Koran ở nơi công cộng vào năm 2023. Cơ quan an ninh nội địa Thụy Điển SAPO xác nhận lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC đứng sau vụ việc này. Khoảng 15.000 tin nhắn bằng tiếng Thụy Điển đã được gửi đi. Ông Mas Lujkis, công tố viên trưởng phụ trách cuộc điều tra cho biết, chính quyền Iran thông qua lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC đã thực hiện một cuộc tấn công vào hệ thống dữ liệu của một công ty lớn chuyên cung cấp dịch vụ SMS ở Thụy Điển. Trong suốt mùa hè năm 2023, đã xảy ra một loạt vụ đốt kinh Koran song song với những cuộc biểu tình được tổ chức dưới sự bảo vệ của luật tự do ngôn luận ở Thụy Điển. Vào tháng 8 cùng năm, các phương tiện truyền thông Thụy Điển cũng đưa tin nhiều người dân đã nhận được tin nhắn khiêu khích bằng tiếng Thụy Điển. Những thông điệp này được gửi bởi một nhóm tự xưng là nhóm Anzu kêu gọi trả thù những cá nhân chịu trách nhiệm cho việc xúc phạm kinh Koran. Đài phát thanh Thụy Điển SVT đã công bố một tin nhắn mô tả những kẻ xúc phạm kinh Koran là con quỷ, đồng thời cảnh báo những ai đã xúc phạm kinh Koran sẽ nhận hậu quả nghiêm trọng. Mặc dù những cuộc biểu tình này được pháp luật cho phép, nhưng cũng gây ra nhiều tranh cãi trong và ngoài nước, đặc biệt vì những người đốt kinh không tỏ ra hối hận. Ngoài kinh Koran, các biểu tượng của cộng đồng LGBTQ cộng cũng trở thành mục tiêu. Các quan chức Thụy Điển nhấn mạnh, những hành động này hoàn toàn không phản ánh quan điểm của chính phủ. Vụ gửi tin nhắn kêu gọi trả thù không chỉ là một sự cố riêng lẻ, mà còn phản ánh mối lo ngại ngày càng sâu sắc trước sự can thiệp từ nước ngoài nhắm vào đoàn kết xã hội của Thụy Điển. Người đứng đầu cơ quan an ninh nội địa Thụy Điển SAPO, Fredrik Hallström, chỉ trích các thế lực nước ngoài cố gắng khai thác những điểm yếu của đất nước và cảnh báo rằng họ đang ngày càng hành động một cách quyết liệt hơn dẫn đến gia tăng bất ổn. Ông Hallström không đề cập đến bất kỳ quốc gia cụ thể nào trong phát biểu của mình. Bộ trưởng Tư pháp Thụy Điển Gunnar Strömmer mô tả vụ việc rất nghiêm trọng, nhấn mạnh rằng mục đích của cuộc tấn công này là nhằm làm mất ổn định và chia rẽ xã hội Thụy Điển. Dù có bằng chứng rõ ràng chống lại IRGC, công tố viên Lundqvist cho rằng khả năng truy tố những kẻ liên quan là rất thấp. Những đối tượng liên quan nằm ngoài quyền tòa phán của Thụy Điển và không có quy định pháp lý nào cho việc dẫn độ họ. Cho đến nay, nhà chức trách Iran vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về cáo buộc trên. Đây không phải là lần đầu tiên Thụy Điển đưa ra cáo buộc như vậy. Tháng 5 năm 2024, giới chức Thụy Điển, Iran có liên quan đến các mạng lưới tội phạm nhằm vào các lợi ích của Israel và cộng đồng Do Thái ở nước này. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris không chỉ nổi tiếng với những thành tựu chính trị, mà còn được biết đến nhờ sự hậu thuẫn từ một người phụ nữ quyền lực và kín tiếng ở thung lũng Silicon, bà Laurence Powell Jobs, là vợ của cựu CEO của Apple Steve Jobs quá cố. Bà Laurence Powell Jobs không chỉ là một nữ tỷ phú với khối tài sản hơn 11 tỷ đô, mà còn là người bạn thân thiết và cố vấn lâu dài của Harris. Mối quan hệ của họ bắt đầu từ những năm 2000 khi bà Harris đang tranh cử vị trí công tố viên San Francisco. Từ những đóng góp ban đầu nhỏ bé, bà Powell Jobs dần trở thành một phần không thể thiếu trong sự nghiệp của người bạn Harris. Qua nhiều thập kỷ, họ không chỉ gặp nhau trong các sự kiện công khai mà còn có những kỳ nghỉ và bữa tối riêng tư.
Bà Powell Jobs thậm chí đã mời bà Harris tham dự lễ cưới của con trai mình, và nữ tỷ phú cũng là một trong những khách mời đặc biệt tại đám cưới của vợ chồng Harris với Dove Emhoff. Bà Powell Jobs không chỉ là người bạn tinh thần mà còn là một nhà tài trợ quan trọng cho bà Harris. Bà đã âm thầm đóng góp hàng triệu đô la cho các tổ chức chính trị ủng hộ Harris và giúp phó tổng thống mở rộng tầm ảnh hưởng trong các vòng tròn quyền lực của đảng Dân Chủ. Điều này càng được thể hiện rõ ràng hơn trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ứng viên đảng Dân Chủ, khi bà Powell Jobs đóng vai trò hậu thuẫn kín tiếng nhưng mạnh mẽ, giúp bà Harris có cơ hội lớn trên con đường chính trị. Ngoài ra, bà Powell Jobs cũng giúp bà Harris xây dựng các mối quan hệ quan trọng trong giới nghệ thuật và văn hóa. Nhờ đó, bà Harris có thể tiếp cận nhiều tầng lớp công chúng hơn. Sự ảnh hưởng của nữ tỷ phú Powell Jobs không chỉ dừng lại ở việc ủng hộ tài chính, bà còn giúp định hướng chiến lược chính trị cho bà Harris trong những thời điểm quan trọng, như trong cuộc chạy đua cùng Tổng thống Joe Biden năm 2020, khi bà Harris cần sự ủng hộ để chống lại những chỉ trích về nhập cư và các vấn đề khác. Bà Powell Jobs đã động viên và thu hút những thế lực ủng hộ Harris, đặc biệt là trong giới tỷ phú và nhà đầu tư tại thung lũng Silicon. Nếu bà Harris thắng cử Tổng thống, thì bà Powell Jobs có khả năng sẽ đóng vai trò quan trọng trong chính phủ mới. Nhiều người suy đoán bà có thể đảm nhận một vị trí trong chính phủ, chẳng hạn như là Bộ trưởng Giáo dục, lĩnh vực mà bà Powell Jobs rất tâm huyết. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng vợ của cựu CEO Apple sẽ tiếp tục giữ vai trò hậu thuẫn và cố vấn từ phía sau, giúp bà Harris định hướng các chính sách về giáo dục, công nghệ và biến đổi khí hậu. Tình trạng hạn hán lịch sử đã khiến các đám cháy rừng tại thủ đô Ecuador bùng phát dữ dội và trở nên khó kiểm soát hơn bao giờ hết, buộc thị trưởng Quito Pabel Munoz phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào hôm 25 tháng 9. Theo Reuters, sau khi thảo luận kỹ lưỡng với Ủy ban Khẩn cấp Đô thị COE, thị trưởng Munoz đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với tình hình cháy rừng nghiêm trọng. Khói lửa đã bao trùm Bella Vista, Barrio Bolanos và Guapulo, khiến những khu phố yên bình trở thành địa ngục trần gian. Người dân mất nhà cửa, đồ đạc và gia súc. Theo phương tiện truyền thông địa phương, hơn 100 gia đình đã phải sơ tán. Các đám cháy rừng kéo dài từ tháng 6 tới nay đã thiêu trụi 2.000 hectare đất tại Quito, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân địa phương và môi trường. Chưa dừng lại, đợt hạn hán tồi tệ nhất của Ecuador trong vòng 60 năm đã đẩy quốc gia Nam Mỹ vốn phụ thuộc vào thủy điện vào cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng. Hầu hết các hồ chứa đã khô cạn, khiến các đập thủy điện ngừng hoạt động. Bộ trưởng Năng lượng Ecuador hồi đầu tuần đã công bố cắt điện toàn quốc trong 12 tiếng, đồng thời cho biết mùa khô của quốc gia Nam Mỹ này bắt đầu sớm hơn 2 tháng. Công nghệ in 3D đang tạo ra một bước ngoặt mới trong ngành dịch vụ khi một khách sạn in 3D đầu tiên trên thế giới đang dần hình thành giữa sa mạc Tây Texas, Hoa Kỳ. Theo Reuters, thì dự án này do công ty Icon hợp tác cùng khách sạn và khu cắm trại El Cosmico thực hiện, sử dụng máy in 3D công nghiệp để tạo nên những bức tường cho hai phòng mẫu tại thành phố Marfa, Texas. Theo đó, kế hoạch mở rộng dự án sẽ bao gồm hoạt động săn phẳng thêm 40 mẫu Anh khoảng 16 hectare để xây dựng 43 phòng khách sạn và 18 căn nhà được in hoàn toàn bằng công nghệ 3D. Bà Liz Lambert, chủ sở hữu khu cắm trại El Cosmico cho biết, công nghệ này giúp loại bỏ những giới hạn trong thiết kế truyền thống, mang lại khả năng sáng tạo không giới hạn với các chi tiết kiến trúc phức tạp như là mái vòm hay tường cong. Ngoài ra, nguồn tin còn cho biết là máy in Vulcan của Icon sẽ sử dụng vật liệu lava crete, một loại hỗn hợp xi măng đặc biệt có khả năng chịu lực và chống chọi với thời tiết, để xây dựng các đơn vị nhà ở và phòng khách sạn chỉ trong vòng 6 tháng, bắt đầu từ tháng 3 năm 2025. Được biết, dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2026, đưa diện tích El Cosmico lên 61 mẫu Anh, tương đương 24,6 hectare. Bên cạnh dự án khách sạn này thì Icon cũng đang phát triển khu dân cư in 3D tại thành phố Austin thuộc bang Texas, Hoa Kỳ và hợp tác với NASA để xây dựng các công trình trên mặt trăng trong tương lai. Thưa quý vị, quân đội Singapore đang tiến hành cuộc tập trận lớn nhất ở nước ngoài của mình tại một khu vực huấn luyện rộng lớn trên bờ biển hẻo lánh của Úc, có diện tích lớn gấp 4 lần quốc đảo Sư Tử. Mới đây, ít nhất 12 quân nhân Singapore được xác nhận là bị thương trong một sự cố va chạm giữa hai xe bọc thép khi trên đường trở về căn cứ sau buổi diễn tập trong đêm. South China Morning Post trích dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Singapore đưa tin. Bộ Quốc phòng Singapore cho biết, vụ việc xảy ra vào thứ Ba 24 tháng 9 tại khu huấn luyện quân sự Shoalwater Bay thuộc bang Queensland, nước Úc. Một xe đấu bọc thép Hunter đã tông vào đuôi một chiếc khác cùng loại. 12 quân nhân gặp những chấn thương không nghiêm trọng. Tất cả đã được chăm sóc y tế và trở về đơn vị vào thứ Tư. Sau thông báo về sự cố và lưu ý về tầm quan trọng của việc giữ khoảng cách an toàn, đặc biệt trong điều kiện tầm nhìn kém, hoạt động huấn luyện trong đêm được tiếp tục.
Theo dịch vụ khẩn cấp Queensland, 11 trong số những người bị thương được đưa đến bệnh viện Rockhampton bằng hai trực thăng. Bệnh viện cũng thông báo quân nhân bị thương cuối cùng đã được xuất viện vào thứ Tư. Không có thông tin về nơi điều trị của quân nhân thứ 12, người không được đưa tới bệnh viện Rockhampton. Quân đội Singapore tiến hành cuộc tập trận trên không và trên bộ Wallaby thường niên ở Úc kể từ năm 1990. Cuộc tập trận năm nay có sự tham gia của 6.200 quân nhân, trở thành cuộc tập trận ở nước ngoài lớn nhất của lực lượng vũ trang quốc đảo Sư Tử. Cuộc tập trận bắt đầu vào ngày 8 tháng 9 và sẽ kéo dài trong 8 tuần, kết thúc vào ngày 3 tháng 11. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.